con gái thời Gen Z làm vịt khiến cộng đồng mạng trố mắt hỏi, rồi có ăn được không? Ôi trời ơi! Thời các bà các mẹ của chúng ta, da cầm sẽ được làm sạch bằng cách trụng nước sôi, vặt lông, rồi dùng nhíp lấy lông tơ. Tuy nhiên các vị tiền bối phải câm nín khi xem đoạn clip cô gái này WhatsApp để vặt lông vịt. Chính chủ của đoạn clip này thuộc về cô gái bán sáp quát. Có thể thấy đây là hình thức quảng cáo sản phẩm. Sau khi làm lông vịt xong thì cô gái trong đoạn trét quát sáp lên phần chân lông còn sót lại trên da vịt. Khi gỡ miếng quát ra thì tất cả lông cũng đều bị lọt theo. Nhưng mọi người đều phải nhăn mặt vì hành động này và hỏi thêm rằng con vịt có còn ăn được nữa không? Và liệu rằng cách quảng cáo này có đang vi phạm thực phẩm không? Sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự tò mò của dân mạng, đa số đã để lại bình luận hài hước bên dưới. Khi bạn muốn quát lông nhưng nhà chỉ còn gà là còn lông. Tôi thì thấy có khi làm kiểu này còn sạch hơn mình tự làm. Đúng là thời buổi hiện đại cái gì cũng nghĩ ra được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.